Rồi, ok, chào anh em ha. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho anh em xem thêm về một sản phẩm mới nữa, đó là nòng Dyna. Dyna này á, là nòng được em chuyển và em nhập về tại Đài Loan. Nòng này á, thì theo như mọi người biết nó là nòng của Đức, nhưng mà được nhờ em quá cảnh nhập qua Đài Loan và từ Đài Loan gửi về bên em. Thì bây giờ em sẽ cho anh em xem. Và anh em xem clip này thì nhớ chú ý đăng ký kênh ha. Và em sẽ hướng dẫn cho anh em một cách rõ nét chân thực nhất về cách phân biệt nòng Đài Loan và những nòng trôi nổi hiện nay tại Việt Nam. Thì clip này em chỉ muốn làm ra để cho anh em hiểu và anh em có cái nhìn rõ nhất về cái nòng Đài Loan, để tránh trường hợp là mình bị nhầm lẫn giữa nòng Đài Loan và nòng Tàu nha anh em nha. Rồi, trước mắt như thường lệ em vẫn sẽ giới thiệu tiếp là cái nòng Đài Loan. Ở đây em sẽ có hai mẫu, đó là mẫu 635 và mẫu 5.5 ha. Luôn luôn là như vậy, vẫn là tem 7 màu. Nòng Đài Loan bây giờ khi mà em bán ra chỉ còn loại tem này thôi, tem 7 màu nha, chứ không xài tem giấy, không xài bất cứ tem gì. Và luôn luôn là đầu rồng ha. Đây, em sẽ cho anh em thấy. Đó, đây là tem của nó nha. Bây giờ nó chỉ xài tem này, thì ở đây sẽ có số 1 nè, số 2 nè, số 4 nè, số 6 nè và số 5 để cho mình phân biệt ha. Đó, đây là tem của nó và nó sẽ óng ánh 7 màu như thế này. Và ở đây khi anh em nào không biết là phải biết, phải tìm hiểu nó ở đâu, thì anh em có thể đi theo website này, đó là www, thì dịch ra là www.taiwancutagon.com ha. Là anh em khi vào trong trang web này, anh em sẽ tìm và thấy được cái Facebook của nó. Khi anh em thấy Facebook của nó, anh em có thể chụp hình, ví dụ anh em đã mua thì anh em chụp hình cái hình biểu tượng này, dãy số series này, bát của cái, đây là cái mã nè, đây là series nè, còn đây là mã nè, mã là BVN nè, series là LSTA hoặc LSTB ha. 635 á là LSTB, còn 5.5 á thì nó là LSTA. Đó, anh em sẽ chụp như vậy và gửi qua cho người Đài Loan và người ta sẽ yes and no ha. Nếu yes đó là hàng thật, còn nếu no thì đó là hàng giả nha anh em nha. Luôn luôn chú ý như vậy. Và cũng sẽ nói thêm cho anh em biết, nòng Đài Loan bây giờ là chỉ xài đúng mỗi một cái tem này thôi nha anh em. Chỉ còn đúng mỗi tem này thôi. Ngoài ra nếu như ai mà nói cành Đài Loan mà không xài tem này, không đúng mã này, không đúng hiệu con rồng như thế này, anh em nhìn cho kỹ con rồng nè. Đó, anh em nhìn cho thật kỹ con rồng nhé. Nè, anh em nhìn cho thật kỹ nha. Hình thù của nó phải như thế này thì nó mới là Đài Loan ha. Anh em phải nhìn cho thật kỹ và số series của nó không bao giờ trùng nhau. Nếu ai mà chụp nguyên lô hàng và số series trùng nhau thì rất là có vấn đề. Và cái clip này chỉ muốn nói cho anh em biết cách phân biệt. Còn ai bán gì thì đó là chuyện người ta. Anh em muốn mua loại nào, mến ai, như thế nào đó thì mua, đó là chuyện của anh em. Nhưng cái clip này thì tôi chỉ muốn nói, tôi bảo vệ cái nòng Đài Loan của tôi thôi. Đây, con rồng nha anh em. Luôn luôn là con rồng Rainweather logo và tem 7 màu. Anh em cứ phân biệt những cái điều đó ha. Đó, đây là cái sale của nó nè anh em ha. Và khi ở đây là sẽ có số 1, số 2, số 4, số 6, số 5 và số 9. Thì mình sẽ thiếu số 3, số 7, số 8. Thì khi anh em lấy một cái bọc, anh em ịn lên như thế này là anh em sẽ thấy nha anh em. Đó, ở đây là anh em thấy tem 7 màu nha. Tem này gọi là tem và là có 7 màu đó, nó lấp lánh này anh em thấy không? Có ánh sáng và nó sẽ lấp lánh. Đó, đây là cách phân biệt nòng Đài Loan nhập chính hãng của Lầu A Xính ha. Lầu A Xính này thì gắn liền với cành Đài Loan này thì anh em hiểu rõ rồi. Rồi, kế tiếp là nòng Dyna. Nòng Dyna này á thì trên thị trường có hai dạng. Một dạng là của Tàu copy, và loại này thì hồi xưa A Xính đã từng bán rồi. Thì A Xính cũng nói thẳng hồi đó là nòng Tàu. Những ai theo dõi A Xính khoảng một năm nay thì hồi đó đã biết là A Xính đã từng bán cái loại Dyna nòng Tàu đó rồi nha. Bắn cũng rất là được. Nhưng mà bây giờ A Xính không còn nhập cái nòng Tàu đó nữa. A Xính bây giờ sẽ
sẽ nhập nòng Dyna của Đức như thế này, thì để cho anh em phân biệt nòng của Đức mà nhập về Đài Loan, nói chung là cạnh Đài Loan đi, nói chung là nòng Dyna Đài Loan, khi anh em mua thì anh em nói là Dyna Đài Loan nha. Thì em sẽ chỉ cho anh em cách phân biệt như thế này. Đây, Dyna nó sẽ có hình thù cô gái như thế này. Trên nòng tàu nó cũng giống như vậy. Cái mốt nó cũng giống như vậy, nhưng đặc biệt trên nòng tàu, nếu như đó là nòng tàu, nó sẽ không có mã tem như thế này nha. Tem này thì không thể làm giả được rồi. Tại tàu và tại Việt Nam mình thì rất là khó, không thể làm giả, nên anh em xem những số series luôn luôn là thay đổi với nhau. Và khi anh em cạo lớp mã vạch này ra, nó sẽ còn một dãy số ở trong nữa. Đó nha anh em, đó. Khi anh em cạo ra nó sẽ còn một lớp mã vạch nữa, anh em thấy chưa? Nè, còn một lớp mã nữa. Đó, đây là cái cách để cho anh em biết. Và cái hình cô gái, cái này là do em quay trên điện thoại nên anh em sẽ nhìn không rõ màu vàng lợt và màu trắng. Nhưng thật sự á, ở ngoài á, nó là màu vàng nhạt anh em nha. Cô gái cùng với chữ Dyna, cùng với mốt này nè. Cái mốt này nè. Đó, cô gái cùng chữ Dyna và cái mốt này nè. Thì ở ngoài thực tế khi anh em nhìn thấy á, nó sẽ sẫm vàng nha anh em. Nó sẽ sẫm vàng. Và trên thân của Dyna Trung Quốc á, là nó sẽ bị xù xì. Có nghĩa là những cái vân nè, những cái đường vân này nè, nhuộm, gọi là nhuộm á, nó sẽ bị xù xì lên nha. Còn Dyna chính hãng á, thì nó sẽ không còn bị xù xì nữa, mà nó rất là trơn bóng giống như cành Đài Loan của em vậy đó, cành Ringwader á nhá. Thì côn .25 vẫn là 635, côn .22 vẫn là 5.5, anh em luôn nhớ nhá. Bây giờ em sẽ cho anh em coi khương tuyến của cành Dyna. Chết rồi, để vậy sao mà coi được. Anh em cho em xin một giây thôi, để em kéo cái camera này. Thông cảm anh em, thông cảm, cái này em cũng theo kiểu là không chuẩn bị trước. Em sẽ nâng camera lên. Đưa cho anh tờ giấy trắng nha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh em xem khương tuyến của nòng Dyna ha. À thôi khỏi em, được rồi. Đây, khương tuyến của nó. Để hết nó ra. Để em lấy nét nữa. Đó. Đây chính là khương tuyến của Dyna này. Cành Dyna này là cành 635 nghe anh em. Đây là khương tuyến của cành 635 nè. Đó. Anh em thấy rõ không ạ? Thì ở trên Dyna này á, nó sẽ có một vệt giống như tất cả các cành Nhật, châu Âu hoặc châu Mỹ á, là nó luôn luôn chừa ra một khớp này sẽ là trơn này. Một khớp như thế này nè anh em nè. Một khớp tầm này là trơn nè. Giống như anh em hay nói thường là ổ đạn. Nhưng cái này em thì em không giải thích ra. Thì anh em tự hiểu ha. Đó, đây là cành Dyna 635 nè. Rất đẹp đúng không anh em? Không có cặn ha. Bây giờ mình xem khương tuyến ra, choker của nó nè. Rất là đều, đẹp. Đó, đây là cành Dyna 635 anh em ha. Cành này thì cũng được kiểm nghiệm rồi. Em vẫn cứ bao cho anh em 5.5 là 80m trở lên, 635 là 90m trở lên. Và có thể đạt tới mốc của nó là 120m. Tại vì thằng cha BCB kinh nghiệm á, là đã bắn 3 nhịp cầu Vĩnh Tuy, 1 nhịp cầu á, là 40m. Thì 3 nhịp cầu là hắn đã bắn 120m. Và ăn khoảng chừng bằng cái chén ha. Bằng cái chén nhỏ á, bằng cái đít ly á, bằng cái đít ly nha anh em. Tại vì khoảng cách quá lớn mà. Như vậy là quá chuẩn rồi, quá đạt rồi. Nói chung tới với A Xính á, hàng nó có mắc hơn một xíu, nhưng mà luôn luôn đảm bảo đó là hàng thật. Tôi bán á, tàu tôi nói là tàu, Việt tôi nói là Việt. Tàu loại 1, loại 2, loại 3 tôi nói là đó, tàu loại 2, anh mua thì anh mua, anh không mua thì thôi. Tôi không quan trọng tới chuyện mua bán cho lắm. Nhưng mà mình bán là mình phải nói cho chuẩn, cho đúng nha. Không cần mà phải nâng cao quan điểm vấn đề làm cái gì hết. Đây là 12 khương của cành 5.5 Dyna.
Đây. Đó, rất là đẹp nha anh em. Khương tuyến rất là bóng. Thì anh em phải hiểu một điều, cành những cành nhập thường nó khương tuyến nó rất là bóng, khương tuyến nó là màu trắng nha. Đó, khương tuyến nó là màu trắng. Rồi, cho anh em xem choker ha. Đây là choker. Rất là đẹp, mịn. Khương tuyến là khương tuyến tròn nha. Rất là mịn, đẹp. Đó. Anh em chỉ cần nhìn sơ qua là anh em biết cành nhập hay là cành Việt hoặc là cành tàu ha. Đó. Rồi, kế tiếp em còn hai siêu phẩm nữa. Đó là cành Mỹ. Thì ở đây là Mỹ 635 và ở đây là Mỹ 5.5. Anh em nào nói nếu không đúng Mỹ thì anh em cứ nhìn, chỉ cần nhìn cái này thôi. Những mối lái lớn, lão làng, già dơ. Anh em chỉ cần nhìn cái tem này thôi là đã đủ hiểu biết có phải Mỹ hay không rồi nha. Chỉ cần nhìn như thế này là biết Mỹ hay không rồi. Thì em có loại 18 inch nè, 24 inch nè ha, và một cây 12 inch. Anh em nào mua thì cứ liên hệ hoặc đặt hàng là sẽ có, không phải lo. Tới với A Xính là toàn bộ hàng của A Xính đều là ship code tận tay. Ship code tận tay ha. Bây giờ em sẽ khui cái hộp ra cho anh em xem. Đây. Đây là một cây em đã gắn sẵn định tâm đầu chụp ha. Đó. Đây là một cây 5.5 18 inch. Và bây giờ em sẽ cho anh em xem cận cảnh cái thép của nó. Em lấy nét nè. Rồi. Đây, anh em có thể nhìn. Hàng Mỹ là thật sự nó mua bản quyền của Đức về, nó gia công bằng tay ở những chỗ này nha anh em, nên không bao giờ có vết thép ở đây nữa nè. Tất cả đều được gia công bằng tay nha. Bây giờ em sẽ cho anh em xem khương của cành Mỹ. Đây, cái này là do cuốn trong bọc nha anh em, chứ nó đẹp lắm. Lúc em tháo ra, Mỹ có hai dạng nha anh em. Một là khương tuyến vuông, hai á là khương tuyến tròn nha anh em. Một anh em luôn nhớ, một là khương tuyến vuông, hai là khương tuyến tròn. Nên từ bây giờ nếu anh em mua nòng Mỹ thoải mái qua nhà Xính coi hàng tại chỗ, ưng lấy về, không ưng thôi. Giống như một người anh em hôm qua tận kho A Xính coi hết cái này đến cái kia rồi, ok tôi quyết định tôi lấy cái này, ăn sống như vậy là ok, chứ có gì đâu mà phải sợ. Chả có gì mà sợ, anh em mình đến với nhau bằng đam mê. Còn cái chuyện bất chắc nó xảy đến thì xui rủi đâu thể nào mà tránh được. Ông trời, ý trời muốn như vậy thì phải chấp nhận như vậy rồi, không thể nào mà thay đổi được, đúng không anh em? Bây giờ em sẽ cho anh em xem khương ha. Thì cái khương này là do bọc trong giấy, nó rớt cái vụn vô á, chứ nòng này nằm chưa xài đâu nha. Đó, anh em nhìn khương bóng lưỡng luôn ha. Đó, đây là cành 5.5 18 inch nha anh em. Ok nha, rất là đẹp đúng không? Từng đường khương tuyến. Đây, anh em nào muốn ấy. Anh em nào muốn coi vân thép thì em sẽ cho anh em coi. Bác nào bảo là có cái vân thép chạy sọc sọc thì em mắt em thì em cũng nhìn rất là nhiều rồi, nhưng mà em cũng chưa hình dung ra được cái đó là cái gì. Đó. Rồi, bây giờ kế tiếp. Cái cành này á là tồn kho 3 năm rồi nha anh em. Mãi em mới mua được ha. Của một người ông anh có gia đình là người Việt Kiều, họ gửi về được ha. Đó. Em cũng theo mấy năm trời rồi. Nhưng mà bây giờ em đã nhập được rồi, đến khi mình nhập được mình mới biết. Chứ còn mình chưa nhập được thì mình đâu thể biết. Nên bây giờ em đã có mối nhập được rồi. Nên không cần phải lo lắng gì về cành Mỹ. Anh em nào cần hàng cao cấp thì cứ liên hệ cho. Rồi, xin lỗi anh em ha. Vừa rồi em bị rơi mất cái camera á, thì bây giờ em sẽ quay cái clip này nè. Em ghép vào cái clip mà 14 phút vừa rồi để cho anh em được theo dõi tiếp và khỏi phải làm lại ha. Thì bây giờ như thế này, anh em coi cái clip mà ghép như thế này á, nó có vẻ những vết đứt như thế này á, thằng nào hoặc là ai á mà đi test củi á, mà có những vết đứt đó mà hắt lên 100m, 120m á, là anh em nên chửi ha. Tại vì nó sẽ có vết đứt như thế này, còn nó liền thì như ngón tay mình ha. Rồi đó. Bây giờ kế tiếp em giới thiệu cành 18 inch 5.5, bây giờ sẽ là cành 24 inch
65 ha anh em ha. Để em sẽ cho anh em xem. Đây. Ốc ác lò xo các kiểu con là điệu này. Đây. Đây là loại cành 635 của Mỹ ha. Đây là cành 635 của Mỹ. Đâu để em dò vân thép rồi. Những cái hàng này tất cả đều là hàng tồn kho hết ha. Nó rất là nhìn với thép của nó giống như nó rất là cũ á. Nhìn nó hay lắm. Nói chung là anh em nhìn cái là anh em thấy liền nè. Ha. Đây là những vết thép của nó nha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh em xem khương tuyến. Đó. Đây là cái loại khương tuyến tròn. Đây là mẫu khương tuyến tròn. Để em đứng. Này, anh em xem thấy rõ không? Chà, em chưa có cái đứng. Đó. Từ từ nha anh em, em lấy nét. Rồi. Ok. Đó. Rất là đẹp đúng không anh em? Ok. Quá ok luôn. Đây. Anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Đó, anh em nào cần những nòng mỹ để có thể đạt được với mức độ là 100m ở khoảng cách xa thì anh em cứ liên hệ với em ha. Đó, nòng mỹ bên em này. Đó, để kiểu gì thì anh em cũng sẽ thấy được khương tuyến thôi. Đó, hoa nè. Nó rất là khác so với những cành 65 khác ha anh em. Em sẽ cho anh em xem cành 65 Đài Loan. Lấy tia bỏ ra. Đây. Hai cây. Nè. Anh em sẽ thấy rất là khác ha. Đó. Anh em thấy chưa? Nó sẽ rất là khác ha. Đó, hoa 635 của Đài Loan nè. Còn đây hoa 635 của Mỹ nè. Nó rất là khác. Ok. Nhưng mà nó cũng khá là đẹp ha. Anh em nào có đủ điều kiện thì cứ tới với em. Ok, chào anh em ha. Mọi hàng của A Xính đều ship và code.